Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Tiếp tục với series review của nhân vật Summoner, chúng ta sẽ trở lại với nhân vật cầu vàng. Như ở video trước, chúng ta đã phải dừng lại ở map 1000, map A71 hay còn gọi là map Alan mới. Và em này đã không thể trụ nổi khi mà đi trên solo hay là có cả e-book. Vì vậy, hôm nay mình sẽ cùng với anh em úp set từ set Stamina mix với set Drone. Và chúng ta sẽ phải úp lên set thân 400 để thử xem đối với set thân 400 có mạnh hơn bao nhiêu lần so với set thân bình thường và có thể đủ để đi trên ở cái map level 1000 hay không. Để úp set của để có thể mà úp lên set thân 400 thì có hai thứ mà chúng ta phải cần lưu ý, đó là chúng ta sẽ phải cần Blue Angel và một cái hero sụt. Blue Angel thì anh em sẽ phải mua ở nhân vật game ở map Emblem 1 hoặc có thể là mua từ các nhân vật khác trao đổi đồ trong game, và chúng ta chỉ cần một cái set thân và một cái hero sụt để unbox nó ra. Và việc unbox nó sẽ xuất hiện tỷ lệ giữa là 17 ốp và có thể là 15 ốp là tối đa nha anh em. Đây, như này là 7 ốp này, tăng tất cả các star lên 7 này, khá là đen đủi. Tiếp theo cái áo, ôi vẫn là 7 luôn, trời ơi đen thế nhỉ. Bỏ hết nó sụt trước, bỏ cái này sau, tỷ lệ là 100% nha anh em, vẫn là 7 luôn. Tiếp, ôi vẫn là 7. Đây mình sẽ để đồ qua sang một bên. Như vậy là mình vừa úp set lên set thân của 400 cho nhân vật Summoner, và hiện tại mình chưa mang trên người đến set này đang ở. Như vậy là mình vừa unbox xong set thân 400 cho nhân vật Summoner của mình, và đây là thành quả, tất cả đều là 7 star, khá là đen đủi. Như anh em có thể thấy, nó sẽ là tăng skill đam và NE lên 50 và 25, đục vô đam lên 10%, sẽ giống như set drone, nhưng mà quick đam nó sẽ được cộng 50 thay vì là 15 giống như bên này. Và chúng ta sẽ có crit đam, excellent đam và bỏ qua phòng thủ 5%, tất cả đều hơn 5% và được tăng lên đam cơ bản đam của. Như vậy là mình vừa unbox xong set thân 400 cho nhân vật Summoner của mình. Và bây giờ mình sẽ úp nó lên cộng 11 và tiếp tục so sánh với set Drone Quick Slammer để xem hai set này set nào mạnh hơn, và đối với set thân 400 chúng ta có thể đi trên ở map 1000 hay không sau khi dừng lại ở video lần trước. Ok, vừa rồi để tránh mất thời gian của anh em, mình đã úp cái set thân level 400 của mình lên cộng 11, và mình sẽ xem qua lại một chút về cái bảng C khi mà set thân Stamina mix với set Drone là 3800 đến 4200 đam và được cộng thêm 5511 đam từ có từ trang bị. Và bắt đầu mình sẽ thay bởi cái tay đầu tiên, theo là cái áo và cái mũ. Tất cả các trang bị mình sẽ không thay đổi trừ cái set đang mang trên người mà thôi. Và chúng ta nhận được là gì? 3742 đam cho đến 4113 đam, và được trang bị là 5346. Và những defense lên đến 2007, mình sẽ xem lại một chút về defense khi mà mang set thân Gaion, set thân Stamina Mix với Charo. Defense là 2005. Do defense của mình 2007 là vì mình cộng 11 set thân 400 lên, chứ không phải là có gì quá to tát. Như vậy khi chúng ta mang set thân level 400, lượng đam và lượng death của chúng ta sẽ bị giảm đi một chút khi mà chúng ta mang set thân Gaion Mix với Charo. Và bây giờ mình sẽ test một chút đam của em nó để xem với set thân này đam nó có thể thay đổi nhiều hay không. Mình sẽ đi thẳng đến mảng Yugeon Kubemai luôn, đi thẳng đến mảng Kubemai. Ok, vừa rồi là mình đã đưa em nó đến mảng Kubemai level 850. Như ở video lần trước thì Summoner của mình farm ở đây sẽ dao động đam cao nhất là từ 60 cho đến 70k đam. Và bây giờ mình sẽ phải chờ đợi xem cái đam crit cao nhất của em nó ở map này sẽ là bao nhiêu, có vượt qua được cái ngưỡng hôm qua hay không. Hiện tại như trên màn hình anh em cũng có thể thấy mà đam sẽ dao động từ 60-61 đam là cao nhất, không thể vượt qua được ở như video lần trước được.
65 đam, 65k đam. Nhưng mà lượng thủ sẽ đã được tăng lên và tỷ lệ mà anh này bị mất máu là đã là giảm đi rất là nhiều. Sáu năm ca đam là tối đa rồi anh em ạ, lâu lâu là nhảy lên 68 ca đam mà thôi, không thể đạt được lượng đam như khi mang xe Stemner mix với Chrome. Đây là một cái vít để cho anh em có thể lưu ý khi mà anh em chơi Summoner ở các session 15 và session 16 thì anh em mang xe Chrome mix với Stemner sẽ tốt hơn rất là nhiều khi mà so với anh em mang xe thân level 400. Đây là xe thân level 400 của mình đã được cộng 11 rồi đấy anh em ạ, nhưng mà lượng đam thì mang lại không bao nhiêu hiệu quả hết, thật là thất vọng. Tất cả các bảng C của mình không thay đổi, cũng như là bảng Master A. Đây, bảng Master A mình không hề thay đổi so với video lần trước, và bảng Master A còn cũng như mấy luôn. Đây, mình sẽ di chuyển qua 1, 2, 3 và 4, không hề thay đổi. Dù rằng mình đã lên được một level so với ngày hôm qua, so với video lần trước, nhưng mà mình vẫn không cầm. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến mạng Abay. Đâu rồi ta? Abay 1. Ok, như vậy vừa rồi là mình đã di chuyển em nó lên mạng Abay 1. Và như anh em cũng đã thấy, mất máu cực kỳ nhiều. Dù rằng lượng đẹp đã được tăng lên 200 so với video lần trước khi sử dụng sản phẩm mix với Chrome, nhưng mà lượng đam cũng như là lượng đẹp không mang lại bao nhiêu là đáng kể. Anh em nên lưu ý khi mà chưa đủ tiền để up lên set thân level 600 cũng như gầy 600 thì anh em nên sử dụng với Chrome là hợp lý nhất, vừa đỡ tốn tiền lại mang lại lượng đam tốt hơn rất là nhiều so với mang set thân 400. Cực kỳ khó khăn khi đi trên với Chrome mang set thân 400 ở các map AB1 level 1000. Ui, lượng máu mất kìa, quá là thốn. Cực kỳ khó chịu. Trời ơi, máu tụt như này thì làm sao mà trên. Mình sẽ phải kết thúc video này ở đây bởi chúng mang xe thần level 400 cộng 11 gầy như lần trước, gầy stick thần 400 cộng 11 và một cuốn sách cộng 15 cũng như là wing 4 cộng 15, tất cả vòng cổ, khuyên tai nhận sẽ giống như ở video lần trước. Chỉ có một sự thay đổi nhỏ là mình đã thay bởi cái nhận của set zero thay bằng một cái nhận shop, nhận xương, và đã được tăng lên 40% quick đáp. Nhưng vậy mà lượng đam mang lại là không là bao nhiêu khi mà anh em mang Smith giữa set Stemland và set Chrome cả. Và ở video lần sau chắc chắn mình sẽ phải up set thân này lên level 600 cũng như gầy lên 600 để xem chúng ta có thể chinh chiến với cái map AB1 này hay không, hay là phải thay đổi bảng C, tiếp tục ăn fruit tăng vào Agi để đổi lại một lượng đẹp cũng như tốc độ đánh. Khi mà anh em tăng lên nhanh nhẹn càng cao thì lượng đẹp thuộc tính của anh em sẽ càng mang lại càng nhiều. Vì hiện tại là đam cơ bản là 400, nhưng mà đam thuộc tính mà quá gây cho mình lên đến 700-735 lần, rất là đau. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho anh em có được sự lựa chọn cực kỳ đúng đắn khi mà lựa chọn giữa set thân 400 và set thân lại thường bình thường giữa Chrome mix với Stemmerdon. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để ủng hộ mình và tạo động lực cho mình làm các video tiếp theo nha anh em. Bye bye và tạm biệt nha em.